Hello, hello, hello. Chào cả nhà. Cho cả nhà xem ông biết chuyện gì xảy ra ấy. À, người ta mình đang ở trong shop mua đồ, xong rồi còi báo động nó kêu rầm lên, xong rồi tất cả mọi người phải chạy ra ngoài. Bây giờ hiện giờ là đang ở bên ngoài. Không biết chuyện gì ở bên trong. Bây giờ vừa nghe thấy xe nó cứu thương nó tới. Xe cảnh sát tới. Chào các bạn nhé. Biết chuyện gì á? Đứng đây buồn một tí. Xe cứu hỏa. Cháy à? Oh my god. Yeah. Xe cứu hỏa đang tới. Cháy à? Một cái đang chạy vào. Đứng ạ. Đây, xe cứu hỏa đang chạy vào. Là mình đang đang mua đồ, thế là nó đây, xe chạy cứu hỏa chạy. Cháy nhà. Hello, chào cả nhà nhé. Chọc chó cầy gần ba que cho nó cắn. Có đứa nào vào đây không? Không biết có chuyện gì cứu. Chắc ở trong đốt nò đốt niếc gì á. Mình tất cả mình đang chọn đồ, đang mua hết tất cả, thế là còi báo động nó chạy tới. Quên đó, nó kêu rầm lên. Thế là tất cả mọi người phải chạy ra ngoài hết. Thôi mình đi xong cái shop khác mình mua chứ, mua ở đây làm gì đúng không? Cho mọi người xem thôi, cái này nó hôm nay nó bị cháy. Lần đầu tiên mình thấy cái vụ này. Chào cả nhà nhé. Cho mọi người xem để hai cái xe cứu hỏa. Thank you.
chạy được ra không, nó cho ra, nó cho ra mình cũng ra ra để quay. Cháy chắc nướng gà nướng vịt thì ở đằng sau ấy bị cháy. Đây, nhân viên chạy ra hết ngoài rồi. Đây. Thôi, động một cái là nguy hiểm lắm. Các bạn thấy xe cứu hỏa nó tới nhanh, tại vì đường xá ở đây nó đâu vào đấy, nó không có chật hẹp. Cho nên là cứu hỏa nó tới nhanh lắm. Nó không như người ở Việt Nam thì đường nhỏ lại đông người nữa. Cho nên là bây giờ đi sang cái shop khác. Vừa mới mình mới chọn một cái xe đầy luôn. Đang chuẩn bị ra tính tiền thế là nó đóng hết cửa xuống. Nó nói đi ra ngoài hết, mọi người tất cả đi ra ngoài hết. Thế là phải vứt đấy. Bây giờ đi sang cái tiệm khác mua gần nhà mình nè, nhiều tiệm lắm, nhiều shop, nhiều siêu thị lắm, bốn xung quanh đều là siêu thị. Trời ơi, chưa ăn cái gì luôn, tính đi ra mua đồ về ăn sáng mà lại xảy ra cái vụ này. Cho mọi người đi ngắm cảnh tí, xong rồi lát nữa về có thời gian ngồi tào lao với mọi người cho vui nhá. Đấy, bây giờ phải sang cái bên cái siêu thị này để mua đồ. Đói quá. Chào Lisa, chào mọi người, chào tất cả các bạn nhìn thấy cái clip này nhá. Dậy chưa ăn uống cái gì, tính chạy ra mua đồ ăn sáng về chọn đầy một xe. Bây giờ nó lại xảy ra cái vụ này, thế là mình phải đi sang cái shop này để mua, đi sang cái siêu thị khác. Đôi khi đấy chắc cái ông nhà bếp bị buồn ngủ làm sao. Nhanh em báo động một cái là tên nó, nhân viên nó lùa hết, nó đóng luôn cái cửa xuống, nó kéo hết cửa xuống, xong rồi nó kêu mọi người ra ngoài hết. Xe cứu hỏa đến liền. Mình không biết chuyện gì, thấy xe cứu hỏa mới biết là cháy. Trời hôm nay đẹp, không nóng lắm, không lạnh lắm. Khu này cũng đẹp lắm, khu nhà mới. Đây là chỗ đỗ xe, rộng lắm, đường xá đây rộng cực kỳ. Xem mấy chỗ nào mát mát không đỗ chứ. Chỗ mát không đến nơi mình đó, có một cái xe gà mình phải đi vào. Đẹp không cả nhà? Khu này cũng mới cho nên cũng đẹp lắm. Đây là chỗ đỗ xe đấy, mà nó đông như thế này mà Việt Nam bán một cái đám đất này bao nhiêu tiền? Mà phải để đỗ xe, không có chỗ đỗ xe thì không có khách đi vào mua đồ, đúng không? Chạy ở chỗ gần gần một tí không mà đi xa quá nắng. Đỗ đâu cho nó gần. Đỗ chỗ này à?
ở chỗ này mà. Hai bố con này lâu quá. Để đi vào đây. Ok. Đi tới đây. Mình mất mất một đồng tiền cái gì lấy cái xe, lấy cái xe đẩy á. Xong rồi bây giờ không có một đồng, xem có một đồng không. Yeah. Nếu các bạn nhìn thấy có cái xe đẩy kia là mình thể bỏ một đồng vào để mình hoặc là hai đồng. Mình cho vào cái xe đó để mình lấy. Lấy cái xe đó để mua đồ xong bắt đầu khi mà mình đẩy ra đấy thì mình muốn lấy lại một đồng ấy thì mình phải mang vào cái chỗ nào nó để xe giống như cái chỗ này này, chỗ đằng trước mình có cái stroller đó thì để lại cái đấy xong rồi cho vào thì nó lấy lại được một đồng đấy. Như cái bà này, bà ấy cầm cái xe này đó, cái chỗ kia là cái để xe. Người đẹp về ăn Tết đi, không có xiền chắc phải quyên góp. Thôi bây giờ Lisa đi vào mua đồ ấy, nát rồi về nói chuyện tiếp nhé. Ok, bye bye các bạn, cho các bạn ngắm một tí cảnh ở đây.